không có giống có vị gì hết rồi. Cho anh 1.2 tỷ của MV nhá. Sự chân thành và gọi là hai người cố gắng tạo ra nhiều những tình huống hài hước. Bởi vì bà xã là một người gọi là rất là đúng, gọi là gì, rất là nguyên tắc. Hồi mới yêu thì lưu tên nha, xong rồi cứ lưu em yêu xong rồi. Cách đây một năm về trước thì Lưu là my wife. Mỗi ngày vợ sẽ phát cho anh bao nhiêu tiền? Cái này thì cũng phát. Nghe anh chia sẻ là em cảm giác là anh giống như là chồng quốc dân vậy đó người. Là không, cái này là em phải công nhận. Còn một hành trình dài nữa để mong là mình được một phần cái tình yêu của khán giả nhớ tới và ghi dấu, giống như là có những sự chỉ cũng sợ hai viết nhạc chế lắm. Mình thật sự là trong đầu rất nhiều nhạc chế. Cũng Mỹ Tâm thì giống như cũng là một người chị của mình ở bên ngoài đời, thì thỉnh thoảng cũng cùng với Khắc Hưng hay là cùng với một vài người bạn khác cũng đến chỗ chị chơi, ngồi nghe nhạc, ngồi hát, ngồi nói chuyện về âm nhạc. Vì em yêu những đám mây, vì em luôn yêu những đám mây nên em theo mây về nơi kia rồi. Em xa trần gian rất vội và từ đó em mãi bé thơ. Chuyện về em như những cơn mưa rơi xuống lòng người khô hạn. Còn em ở nơi dành cho các thiên nhiên.